Trong 2 ngày 23 và 24 tháng 12, đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Dương đăng cai tổ chức Liên hoan Thanh niên tiên tiến đoàn khối các tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam lần thứ 3 năm 2023. Chiều nay tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, Liên hoan chính thức khai mạc với sự tham dự của 223 đại biểu là thanh niên tiên tiến đến từ 19 tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam. Liên hoan nhằm biểu dương, tôn vinh những điển hình tiên tiến của tuổi trẻ đoàn khối các tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực. Qua đó lan tỏa những gương tiêu biểu, câu chuyện, thông điệp tích cực, giới thiệu những mô hình mới, cách làm hay, giải pháp hiệu quả trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên. Tại lễ khai mạc, các đại biểu được nghe giới thiệu về một Bình Dương năng động, nghĩa tình, hiền hòa, mến khách, được cập nhật thông tin về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua và định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đặc biệt, các đại biểu cảm nhận rõ ràng hơn về quyết tâm chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh của tỉnh Bình Dương thông qua mô hình Trung tâm Giám sát Điều hành Thông minh IoC. Đây là nơi thu thập, phân tích, xử lý dữ liệu và hiển thị trực quan, giúp cho lãnh đạo tỉnh điều hành các hoạt động của địa phương được hiệu quả hơn. Cảm thấy tỉnh Bình Dương là một tỉnh rất là năng động, sáng tạo, áp dụng cả tất cả các lĩnh vực khoa học công nghệ, trong nhất là trong việc điều hành kinh tế xã hội của địa phương. Với sự phát triển của tỉnh Bình Dương thì em thấy thì đây là cái cơ hội để cho chúng tụi em đoàn khối các tỉnh, thành phố của phía Nam có thể là học tập, có thể là mình tham quan những cái mô hình hay của tỉnh Bình Dương để mà mình áp dụng lại cho tỉnh, thành phố của mình. Thông qua liên hoan lần này, đoàn khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Bình Dương mong muốn mỗi đại biểu sẽ có những trải nghiệm ấn tượng về một Bình Dương thân thiện, hiện đại. Bên cạnh đó thì mong muốn qua việc tuyên dương những đại biểu thanh niên tiên tiến làm hai lời bác sẽ tạo được những cái hiệu ứng lan tỏa trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, qua đó góp phần xây dựng công tác đoàn và phong trào thanh niên tại các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp tại các địa phương ngày càng vững mạnh. Trong hai ngày diễn ra liên hoan, các đại biểu tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như dân hoa dân hương tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương, khánh thành công trình thanh niên cấp khu vực, khu vui chơi thiếu nhi cho con em công nhân lao động, trao quà học bổng cho đội viên thiếu nhi là con em thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, đêm gala núi vòng tay lớn.